Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, mỏ sư tử đen nằm tại lô 1501 thuộc bể Cửu Long ở thềm lục địa phía nam của Việt Nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 145 km về phía đông và nằm ở độ sâu khoảng 52 m nước. Cửu Long GOC là công ty liên doanh điều hành tại Việt Nam, được thành lập theo hợp đồng dầu khí lô 1501 ký ngày 16 tháng 9 năm 1998 giữa Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVP, ConocoPhillips, Tổng công ty dầu khí quốc gia Hàn Quốc, công ty SK Hàn Quốc và công ty Geopetro của Pháp. Công ty liên doanh điều hành Cửu Long GOC đã bắt đầu khai thác dầu từ mỏ sư tử đen vào ngày 29 tháng 10 năm 2003. Công trình mỏ sư tử đen Đông Bắc đã được áp dụng công nghệ khai thác hiện đại. Dàn đầu giếng điều khiển từ xa lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đưa mỏ vào khai thác sớm hơn kế hoạch 2 tháng, đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa sản lượng của Cửu Long GOC đạt 100.000 thùng dầu trên ngày đêm, góp phần quan trọng vào đảm bảo thực hiện kế hoạch sản lượng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Việc bắt đầu khai thác dầu từ mỏ sư tử đen trong vòng 3 năm sau khi phát hiện là một kỷ lục mới không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà còn trong phạm vi cả thế giới. Nó chứng tỏ Việt Nam có thể cạnh tranh trong lĩnh vực dầu khí trên vũ đài quốc tế. Công ty liên doanh điều hành Cửu Long GOC hiện đang khai thác khoảng 60.000 thùng dầu trên ngày đêm từ tầng móng của mỏ sư tử đen. Hệ thống thiết bị, phương tiện khai thác từ mỏ sư tử đen gồm tàu khai thác nổi, một dàn khai thác đầu giếng và hơn 10 km đường ống. Dàn khai thác gồm dàn đầu giếng nặng hơn 2.000 tấn do công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí đóng tại Vũng Tàu và chân đế dàn khoan nặng khoảng 900 tấn do công ty liên doanh dầu khí Việt Xô đóng tại Vũng Tàu. Từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1998, công ty liên doanh điều hành Cửu Long GOC và các nhà thầu đã thực hiện hơn 5,5 triệu giờ lao động an toàn, chỉ để xảy ra một tai nạn nhỏ, không để xảy ra trường hợp tràn dầu nào. Trong thời gian đó, Cửu Long GOC đã khoan 14 giếng, thu nổ và xử lý hơn 700 km2 địa chấn 3 chiều và hoàn tất việc xây dựng và lắp đặt các thiết bị khai thác ngoài biển cho mỏ sư tử đen. Từ năm 1998 đến nay, Cửu Long GOC đã điều hành quản lý chi phí đầu tư hơn 330 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ 7 giếng khai thác đầu tiên tại mỏ sư tử đen đều cho dòng với tổng lưu lượng lên đến gần 60.000 thùng dầu trên ngày, tương đương hơn 8.000 tấn dầu. Các kết quả tới nay cho thấy, tổ hợp mỏ sư tử đen, sư tử vàng được xếp vào hàng lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau mỏ Bạch Hổ. Cửu Long GOC hiện có 4 mỏ dầu khí là sư tử đen, phát hiện vào ngày 6 tháng 10 năm 2000, đưa vào khai thác vào ngày 29 tháng 10 năm 2003. Mỏ sư tử vàng phát hiện vào ngày 23 tháng 10 năm 2001, đưa vào khai thác vào ngày 14 tháng 10 năm 2008. Mỏ sư tử trắng phát hiện vào ngày 19 tháng 11 năm 2003, đưa vào khai thác năm 2016. Mỏ sư tử nâu phát hiện vào ngày 1 tháng 9 năm 2005 và đã đưa vào khai thác năm 2013. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.